Lễ khai mạc những ngày Minsk tại thành phố Hồ Chí Minh và diễn đàn doanh nghiệp Belarus Việt Nam vừa diễn ra sáng nay, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng. Thay mặt chính quyền thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng chào đón bà Nastya Lazarevic, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban điều hành thành phố Minsk cùng các doanh nghiệp Belarus, đồng thời tin tưởng sự kiện lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả cho doanh nghiệp hai nước nói chung, trong đó có doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Võ Văn Hoàng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ và các ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, cực tăng trưởng của cả nước, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế. Các lĩnh vực được doanh nghiệp Belarus giới thiệu lần này hết sức đa dạng, từ chế tạo, sản xuất đồ tiêu dùng, phụ kiện, y tế, dược phẩm, đến thực phẩm, thời trang, dịch vụ hậu cần. Hiện tại, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Belarus trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 2 triệu đô la Mỹ. Kết quả này chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng, kỳ vọng và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác của hai bên.